Hoàng Vi xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên ban tầng 57.5 và xin kính chúc quý vị có một ngày an lành. Thưa quý vị, năm hết Tết đến và khi mà Tết đến thì người ta lo là để đón chào một cái năm mới như thế nào cho nó suôn sẻ, cho nó may mắn. Nhưng mà rất nhiều những người ở Việt Nam khi mà Tết đến là còn có một cái nỗi lo khác nữa. Đó là một cái nỗi lo là biếu quà gì cho sếp, vào Tết năm mới đây bởi vì cái đó là một cái vai việc rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cái công việc và việc làm rồi cả cái sự nghiệp của những người ở Việt Nam nữa. Và mới trong ngày hôm nay đây thưa quý vị, Thành ủy của Hà Nội vừa mới đưa ra một cái lời cảnh báo và yêu cầu là toàn bộ cán bộ giới chức ở Hà Nội đó là trong cái Tết Giáp Thìn năm 2024 là không có được tổ chức chúc Tết và đặc biệt là không có được tặng quà biếu quà cho sếp và các lãnh đạo các cấp nha là không được nhận quà dưới mọi hình thức ồ nghe nói thì thấy là có vẻ như là người dân của hà nội bây giờ đặc biệt là những người mà đi làm ở công sở đó là sẽ không còn cái nỗi lo canh cánh là cứ tết đến là rầu thúi ruột là phải nghĩ cái chuyện quà biếu cho sếp như thế nào cho nó tinh tế cho nó tinh tế mà nó hay ho mà lại làm đẹp lòng sếp nữa nhưng mà cái câu chuyện quà tặng này đâu phải chỉ có năm nay mà bên phía thành ủy hà nội mới đưa ra cái lời cảnh báo như thế này thưa quý vị chuyện tặng quà tết cho lãnh đạo nó không mới nhưng mà năm nào nó cũng nóng bởi lẽ là dưới cái vỏ bọc là tình cảm ngọt ngào mà một người nhân viên tặng cho sếp á, thì nó bắt đầu nó bắt đầu biến tướng nó phát triển ra rất là đa dạng và nhiều hình thức và thường á thì chỉ thị hay là những cái lời cảnh báo từ trên đưa xuống như vậy nhưng mà phép vua thì thua lệ làng và những cái câu chuyện mà tặng quà sếp á, thực chất á, là người ta nói là nó chỉ có là những cái lời giáo huấn trên văn bản mà thôi trong thực tế nó rất là khó thực hiện thưa quý vị và dẫu biết là cái chuyện mà tặng quà cho nhau vào dịp tết đó là chuyện rất là cá nhân nhưng mà cái câu hỏi lớn nhất mà người dân người ta vẫn đặt ra người ta hỏi là cái chi phí mà dùng để mua quà biếu xén như vậy đặc biệt là ở những cái cơ quan thuộc nhà nước thì cái chi phí đó lấy từ đâu ra thưa quý vị thì nhiều người đã lợi dụng tiền công quỹ ví dụ như là những cái ban ngành này lấy cái tiền quỹ để đi mua quà rồi tặng cho sếp ở cơ quan cấp cao hơn thì cái tiền đó cũng chính là từ tiền thuế của người dân mà ra mà thôi. Như vậy thì một cái vòng tuần hoàn, tiền của nhà nước, tiền thuế của người dân đang chảy vào túi của những người có chức có quyền thông qua những cái món quà biếu như thế này. Mà nhiều khi đâu phải là biếu một cách đơn giản là một cái chai rượu, một cái hộp trà thơm đâu mà nhiều khi quý vị để ý là Ờ, những cái giỏ quà rất là đẹp đẽ và lộng lẫy nhưng mà lòng ở dưới nó đôi khi là những cái phong bì có những cái giá trị rất là lớn bởi vì ông bà mình có câu là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn rồi có tiền thì mọi thứ nó mới bôi trơn, bôi trơn mọi mối quan hệ cho nên nhiều khi cái gói quà Tết đó nó chỉ là mang ý nghĩa tượng trưng thôi và ở bên dưới cái gói quà đó thì đó mới là cái thứ mà mấy sếp quan tâm. Đó là câu chuyện mà chúng tôi muốn mở đầu ngày hôm nay nhân một cái lời cảnh báo từ thành ủy của Hà Nội gửi ra và được truyền thông trong nước thuật lại một lần nữa Tết đừng có nghĩ đến cái chuyện là đi biếu quà hay đi chúc Tết tế à, sếp nha mà nếu mà không có quà chúc Tết cho sếp á, thì cũng đừng có nghĩ chuyện là sẽ được thăng quan tiến chức thậm chí là được yên ổn cái cái vị trí của mình nha đó là một cái đài lem mà một cái câu chuyện một cái thế khó cái ngã ba đường dành cho những người đang sống ở Việt Nam thưa quý vị và nhưng nói về những cái chuyện mà hối lộ thì không thể không nhắc đến cái đại án những cái chuyến bay giải cứu là bởi vì từ cái câu chuyện này mà nó mới bung bét ra và mới nhìn thấy là người ta hối lộ với những cái số tiền phải nói là nó cũng hết sức là khủng khiếp và trắng trợn thưa quý vị và cũng bởi vì những ngày này cái phiên tòa phúc thẩm đang diễn ra và xử những cái nhân vật gọi là chủ chốt ăn hối lộ trong cái đường dây của chuyến bay giải cứu thì một số những cái bị cáo đó trong cái câu chuyện này mà nhận hối lộ thì có được giảm án vì theo lời tuyên truyền của hệ thống truyền thông và tòa đó thì nói là những nhân vật được giảm án là có công lao, nhân thân tốt rồi khắc phục hậu quả tốt cho nên là được giảm án nhưng mà có một số những cái nhân vật ăn hối lộ quá nhiều mà giảm án khắc phục hậu quả lại quá ít cho nên là đã không được giảm án ví dụ như bà Nguyễn Thị Hương Lan cục trưởng cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao. Ví dụ như là ông Vũ Anh Tuấn là cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và ông Phạm Trung Kiên là thư ký thứ trưởng y tế. Và riêng nhắc về bà Nguyễn Thị Hương Lan có câu chuyện như thế này thưa quý vị. Bà Lan á, là ăn là bên góc phải màn hình quý vị đang nhìn thấy, bà ăn hối lộ tới 25 tỷ đồng. Nhưng mà bây giờ nộp tiền khắc phục hậu quả nó chỉ có 1 tỷ đồng mà thôi ăn hối lộ 25 tỷ mà nộp tiền khắc phục hậu quả 1 tỷ, trách làm sao mà bà không được giảm án thưa quý vị. Đứng tại viên tòa phúc thẩm đó, thì chủ tọa hỏi là số tiền còn lại đi đâu rồi. Bà nói là bà không nhớ là bà đã dùng vào việc gì nữa. Vào ngày thứ hai thì bà nói là bà mua chứng khoán và bị thua lỗ hết rồi. Thậm chí mà bà còn xin tòa đó là đừng có kê biên tài sản của một cái căn nhà mà là do mẹ già 90 tuổi đứng tên. Cho nên cái tài sản đó nó không có liên quan gì đến cái chuyện mà bà ăn hối lộ hết á. Thì đó là câu chuyện của bà Hương Lan. Một lần nữa ăn hối lộ 25 tỷ mà khắc phục nộp lại có 1 tỷ cho nên là không có được giảm án. Cái câu chuyện thứ hai trong cái phiên tòa phúc thẩm này mà nhiều người nhắc tới mà phải nói là lắc đầu mà, mà buồn cười thưa quý vị. Đó là ông Hoàng Văn Hưng cựu trưởng phòng 5, cơ quan an ninh điều tra của bộ công an thưa quý vị nhắc tới nhân vật này chắc chắn là quý vị còn nhớ là vào cái vụ tòa sơ thẩm ông hưng này là kêu oan ghê gớm lắm thậm chí là đứng trước tòa là anh hùng lắm đối chát bốt bốt với lại viện kiểm sát dứt khoát là không có thừa nhận là mình đã ăn hối lộ và dùng cái tiền mà hứa là để chạy án cho những cái nhân vật mà trong cái đường dây này đó, nhận số tiền là 800.000 đô la Mỹ, là khoảng chừng tương đương với khoảng 19 tỷ đồng đó thưa quý vị. Để rồi mặc dù là không có cái phân sình gì hết và không có khả năng chạy án, cuối cùng là tiền của người ta thì vẫn nhận, mà những cái nhân vật mà hối lộ cho ông Hưng này đó thì vẫn bị vô tù, cho nên là ông này bị truy tố ra pháp luật đứng trước tòa là ông Hưng là cãi nhau gần như tay đôi luôn và thậm chí nói là tôi không có nhận tiền hối lộ làm sao dám chắc là tôi có nhận và bên viện kiểm sát đã công bố những cái đoạn video và cho thấy là ông có nhận những cái chiếc uh, cặp táp á, là trong đó là có đựng tiền thì ông Hưng cũng cãi lại là làm sao quý vị biết là trong cái chiếc cặp đó là có tiền cái đó là chỉ có mấy cái chai rượu vang vớ vẩn không có tiền gì hết á nói chung là một thanh niên cứng thưa quý vị thậm chí còn nói ở khi mà chấp cung đó tôi yêu cầu là bên phía công an là phải mở ghi âm rồi thu lại hình camera ghi lại để mà cho tôi có những cái thứ mà tôi đưa ra tòa tôi cãi. Nhưng mà cuối cùng là cái phương pháp, cái cách mà thu thập những cái bằng chứng trong cái quá trình điều tra mà lấy cung á, đã được làm nó không đúng. Đó là ý của ông Hưng. Thì đó là những gì xảy ra trong cái phiên tòa sơ thẩm. Nhưng mà ra tòa phúc thẩm quý vị, vô cùng ngạc nhiên và gần như bật ngửa. Người ta nhìn thấy một Hoàng Văn Hưng khác hẳn, cái thái độ khác hẳn. Bây giờ là đi nhẹ, nói khẽ và cười duyên. Thậm chí còn nhận là ăn năn hối cải và nhận là mình có lừa đảo cái số tiền mà chạy án đó và khắc phục hoàn toàn hậu quả nhận 18 tỷ phải không nộp hết 18 tỷ và khi mà chủ tọa hỏi là sao giờ tự nhiên thay đổi coi như là quay xe 180 độ vậy vậy thì ông Hưng nói là trong quá trình mà từ cái giai đoạn tòa sơ thẩm cho đến phúc thẩm thì ông bắt đầu suy nghĩ về những gì mình đã làm và ông thấy hối hận lắm và ông quyết định là ông khai sự thật và nhận toàn bộ trách nhiệm rồi tòa muốn xử ra sao tòa ta xử à thế thì cái kết quả là ông Hưng đó từ cái án chung thân nhé án chung thân bây giờ giảm xuống còn 20 năm thì đó là câu chuyện mà Đến bây giờ nhiều người vẫn còn răm rang và bàn tán đó, cái thái độ chống đối cho giữ vô, cãi nhau cho giữ vô rồi cuối cùng cũng phải quay đầu để mà thành tâm hối cải mà thôi. Thì đó là câu chuyện về chuyến bay giải cứu thưa quý vị. Một câu chuyện khác chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị đó là một cái lời cáo buộc của bên phía Ukraine về một tờ báo phải nói là rất là lớn của Mỹ đây, đó là tờ New York Times. New York Times thực sự là một tờ báo và rất là có uy tín và cái độ xác uh, tín trong cái uh, những cái bài báo và cả cái nguồn thông tin mà tờ báo này đưa ra. Vậy mà Ukraine đó thưa quý vị Cụ thể là cơ quan phòng chống thông tin sai lệch của Ukraine vừa mới đưa ra cái lời cáo buộc và nói là New York Times á, là bây giờ có làm cho Nga. Và một cái bài báo dựa trên một cái bài báo mà New York Times có công bố vào hồi đầu tuần này. Theo đó, trưởng văn phòng thường trú của New York Times tại Moscow cùng hai ký giả khác của tờ báo này có đưa ra một cái bài viết, đó, thưa quý vị, nói rằng họ có những cái nguồn tin từ những cái quan chức của Nga mà thân với điện Kremlin và cả quan chức Mỹ nữa cho thấy là ông Putin đã từng phát đi những cái tín hiệu và cả cái sự thành ý nữa chứ vào hồi đầu tháng 9 là ông cởi mở với cái lệnh ngừng bắn và ông rất là muốn ngồi vô bàn đàm phán để kết thúc cái cuộc xung đột này với ukraine nhưng mà như chúng ta đã biết và chính bên phía nga cũng nhiều lần nói đó là ukraine đã không có chấp nhận đàm phán ukraine thì quý vị biết là họ nói là làm sao mà đàm phán cho được khi mà kẻ thù thì vẫn cứ nã bom tơi bời ngay cả cái ngày giáng sinh như chúng tôi có thư quý vị năm đây là năm đầu tiên mà Ukraine gần như cho là thoát ly khỏi Nga, khỏi cái sự ảnh hưởng của Nga là đón giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 chứ trước đó là họ đón theo cái truyền thống của Nga là ngày 7 tháng 1. Vậy mà ngay cái ngày lễ giáng sinh đó, Nga vẫn đánh bom, vẫn oanh tạc, vẫn tấn công tới tấp vào những cái thành phố của Ukraine, trong đó nặng nề nhất là Kherson. Thì bên phía Ukraine nói làm sao mà ngồi vào vòng đàm phán khi mà kẻ thù thì vẫn tấn công liên tục và thậm chí không có chịu nhả ra bốn cái vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga đã lấy từ cái cuộc trưng cầu dân ý giả hiệu vậy mà trong cái bài báo mới của New York Times họ nói rằng là những cái quan chức của bên thân với Điện Kremlin của Nga đó thì nói là ông Putin ông cởi mở và ông có thiện chí là muốn ngừng bắn và để cho hai bên ngồi vào vòng đàm phán thì trung tâm phòng chống thông tin sai lệch của ukraine nói là cái chuyện này là hoàn toàn không có thật ý thứ hai họ cho là bên phía nga đó đã tuyển dụng những cái nhà báo mỹ cụ thể là từ New York Times trong một cái thời gian dài khi mà những ký giả này đang có cái trụ sở cái văn phòng thường trú ngay tại Nga nghĩa là đại loại như là Nga đã mua đứt những cái ký giả này và viết những cái thông tin có lợi để làm chi vậy theo hướng là chặn những cái nguồn viện trợ mà phương Tây đang phân vân là chùng trừ và không có muốn viện trợ cho bên phía Ukraine nữa. Cụ thể nhất là ở Mỹ đây thưa quý vị. Chúng tôi đã nói là cái mùa giáng sinh năm nay Ukraine hoàn toàn không nhận được một cái món quà nào từ phía Mỹ khi mà quốc hội đang giữ lại cái khoản mà bên phía tòa Bạch ốc cụ thể là tổng thống Joe Biden đang kêu gọi 60 tỷ để mà viện trợ cho bên phía Ukraine. Cho nên cái cuộc phản công của Ukraine á cái đường con đường thắng đó, nó rất là mù mờ và bây giờ nó còn lại còn xa xăm, nó lại còn tối tâm hơn nữa khi mà những cái nước hiện nay như là Mỹ và bây giờ đi kèm theo một những cái nước Liên Âu cũng đang cảm thấy là không có muốn tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Đó là một cái câu chuyện phải nói rất là đáng thương cho Ukraine khi mà cái cuộc chiến tranh đã qua đến tháng thứ 22 rồi thưa quý vị. Và cái điều cuối cùng, bên phía Ukraine cũng cáo buộc là tờ New York Times, họ đăng như vậy là vừa có lợi cho bên phía Nga bằng cách là chặn đứng những cái viện trợ cho ukraine và cả giúp cho ông cựu tổng thống donald trump vốn rất là thân với lại điện kremlin với lại tổng thống putin có thể giúp ông ấy tăng cái 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 sự tín nhiệm và giúp cho cái cuộc tái tranh cử của ông Donald Trump. Đó là lời cáo buộc từ bên phía Ukraine, như thưa quý vị. Bởi vì Ukraine họ lý luận là ông Trump đã từng tuyên bố là nếu mà ông vô tòa bạch ốc đó thì ông sẽ dễ dàng chấm dứt cái cuộc xung đột này. Và nữa là ông cũng không có ủng hộ cho cái việc tiếp tục lấy tiền của người dân Mỹ mà viện trợ cho bên phía Ukraine. Đó là lập luận của của Ukraine là như vậy. Thì uh, cũng ngày hôm nay chúng tôi đọc được một cái lời nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng của Nga là ông Sergei Shoigu. Ông nói rằng, ok, coi như là game over, coi như là cái cuộc phản công của Ukraine là xong rồi đó. Và Nga đã hoàn thành mục tiêu chính của Nga trong năm 2023. Có nghĩa là gì? Là lấy được bốn cái vùng của Ukraine là Kherson, Zaporizhia, Uh, Luhansk và Donetsk, và đồng thời là đẩy lùi tất cả những cái đòn phản công của Nga ở trên chiến trường. Thì đối với Bộ trưởng Quốc phòng của Nga là Sergei Shoigu, coi như cố kết lại một năm chiến tranh, thì Nga đã hoàn thành mục tiêu. Không rõ cái lời tuyên bố này nó thật đến mức độ nào, và liệu rằng nó có mở ra một cái cơ hội để cho hai bên ngồi vào bàn đàm phán để mà kết thúc cái cuộc xung đột này hay không. Nhưng mà thực sự quý vị là những người dân ở những cái nước dân chủ đó, yêu chuộng tự do, yêu chuộng dân chủ và rất là mong cho một cái cuộc chiến thắng, cái thắng lợi thuộc về Ukraine đó, có vẻ như là cái cái sự mong mỏi đó nó ngày càng xa vời thưa quý vị. Và Hoàng Vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại. Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 và thưa quý vị một lần nữa là chúng ta đang ở trong cái không khí lễ hội vào cái dịp cuối năm và đặc biệt là trong cái tuần lễ Giáng sinh này và lẽ ra là chúng ta sẽ cảm nhận được cái không khí nó rất là yên bình và tìm thấy những khoảng mà gọi là lắng động của tâm hồn cho cái sự tĩnh tại ấy. nhưng mà có vẻ như nhìn đâu trên thế giới hiện nay bất cứ một cái châu lục nào cũng có những cái sự xung đột hay cả những cái sự thanh toán lẫn nhau của các băng đạn hết á trong nước mỹ thì sao ngay cái ngày giáng sinh chúng tôi cũng có đã gửi thông tin đến quý vị là những cái lời chúc của đương kim tổng thống và cả cựu tổng thống nữa người dân mỹ càng cảm thấy bất an cái cuộc bầu cử mà nhiều người nói là nó rất là kịch tính nó rất là kịch tính và nó rất là lạ lùng cho năm 2024. Mở mắt vào ngày Giáng sinh, chúng ta có thể thấy là hàng loạt những cái lời chúc không yên bình chút nào của cựu Tổng thống Donald Trump khi ông réo tên những kẻ thù của mình, những cái đối thủ chính trị của mình và ông mạt sát một cách phải nói là rất thậm tệ. Đó, ông bên trái gọi ông bên phải trên màn hình quý vị đang thấy là kẻ thiểu năng, là kẻ tham nhũng lũng đoạn phá hủy nước Mỹ. Nói chung là những cái ngôn ngữ nó rất là nặng nề mà có phải chỉ giữa hai cái nhân vật là ứng cử viên trên cái đường đua năm 2024 vào tòa bạch ốc đâu thưa quý vị cái không khí đó đó nó tràn ngập khắp khắp nơi ở các cái tiểu bang và đặc biệt là cái vấn đề chính trị nó đã len lỏi vào cái đời sống và trong những cái mùa lễ hội như thế này trong cái ngày giáng sinh đó, thì um, theo um, truyền thông người ta ghi nhận đó là có rất nhiều những cái lời hâm dọa có những rất nhiều những cái trò mà chơi khăm mà nhắm đến những cái vị chính trị gia của nước Mỹ thưa quý vị bởi vì người dân á, người ta đọc thấy người ta nghe thấy những cái tin tức mà đôi khi nó rất là trái chiều nó nhiễu loạn nó quá nhiều những cái noise làm cho người dân Mỹ đôi khi người ta bị mất phương hướng khi không phân biệt được đâu là những thứ tin chính thống những tin đúng và đâu là những cái tin mà nó tạo ra cái sự thù hằn và cái cái sự sách động và bạo loạn thưa quý vị vào ngày hôm giáng sinh đó, có những cái cuộc biểu tình nó diễn ra theo tờ The Hill nói là diễn ra ngay trước nhà của hai vị cố vấn an ninh quốc gia ở trong nội các của Biden, bởi vì đang cái cuộc xung đột ở Trung Đông, với cái chuyện là những người mà ủng hộ cho thường dân Palestine đó ở ngay trong nước Mỹ đây đang áp lực đối với chính phủ Biden đối với ông đương kim tổng thống là phải làm sao kêu gọi do Thái là ngừng cái cuộc tấn công đi. Và nhiều lần Hoàng vi nói, nó cũng gây ra một cái sự chia rẽ vô cùng lớn ở trong nước Mỹ này. Và phải đâu cái chuyện Trung Đông, Hamas và Israel, cả những cái nhân vật là chính trị gia nhưng mà thường xuyên đưa ra những cái thuyết âm mưu và đưa ra những cái lời phát biểu ngay tại nghị trường trong quốc hội liên bang cũng hứng chịu những cái lời hâm dọa và cả những cái trò chơi khâm trong cái ngày Christmas. Chắc quý vị không thể khi mà nhắc tới những cái drama kịch tính trong quốc hội liên bang. Quý vị không thể không nghĩ ngay đến nữ hoàng thị phi là cô Marjorie Taylor Greene. Ngay cái ngày Giáng sinh thưa quý vị, cô này mếu máu và gọi liên tục cho sở cảnh sát và nói rằng á, cô bị nhận những cái lời đe dọa lấy mạng vào từ cái ngày 22 tháng 12 cho tới cái ngày Giáng sinh luôn. Và thậm chí đó cái đỉnh điểm lớn nhất á, là khi 911 thưa quý vị, họ nhận được một cái cuộc gọi và họ nói rằng là đang ở nhà, người đàn ông đó đang ở nhà của cô Marta Green này và tôi vừa bắn chết của bạn của bạn gái tôi đó là bà Green đó và bây giờ tôi chuẩn bị lấy mạng của tôi đây thì cảnh sát nghe nói cũng hú hồn và gọi điện thoại đến cho cô Green để mà xác nhận là cái thông tin này có thật hay không, bởi vì trong suốt mấy ngày qua đã có 8 cái cuộc gọi tám cái cuộc gọi mà những người người ta ghét của King này đã tạo ra để mà gây ra cái sự uh, ồn ào và làm cho cái cuộc sống cái gia đình cái nơi của King ở đó, nó không còn được yên bình nữa thì đó là một trong những cái chuyện mà đình đám đã xảy ra và hàng loạt cái hãng truyền thông đã đưa tin cho thấy là những cái chính trị gia và thậm chí nha là cả những ông tòa đó mà đưa ra những cái phán quyết mà nó gây ra cái tranh cãi trong cái đời sống chính trị của Mỹ cũng không hề yên ổn trong cái mùa Christmas này đó là chúng ta chưa thể hình dung những cái nhân vật mà gọi là ở tâm điểm quốc gia luôn. Ví dụ như ông công tố viên đặc biệt Jack Smith là thường xuyên bị ông Trump réo tên ngay sáng ngày 25 tháng 12 Ông Jack Smith đã bị ông Trump lại một lần nữa réo tên và cho là cái kẻ cuồng loạn Jack này nè, đang muốn can thiệp, đang muốn ngăn tôi vào tòa Bạch Ốc. Thế thì không rõ là Giáng sinh của ông ấy sẽ trải ra như thế nào thưa quý vị. Nhưng mà Nhân nói tới các cái vị quan tòa đó, thì FBI ngày hôm nay chúng tôi đọc được là họ phải kết hợp với lại cảnh sát của Denver và hai cái lực lượng này phối hợp với nhau để tăng cường an ninh cho những cái vị thẩm phán mà đã ở Colorado là tối cao pháp viện Colorado thưa quý vị khi mà trong tuần rồi đó những cái vị thẩm phán này đã đưa ra cái phán quyết là loại tên ông Trump ra khỏi lá phiếu trong các cuộc bầu cử của tiểu bang năm sau. Và nhiều lần Hoàng Vi thưa trong suốt chương trình sự kiện gần đây, cái câu chuyện này nó gây tranh cãi rất là lớn bởi vì nó xúc phạm đến niềm tin của những người ủng hộ ông Trump và cho là tại sao lại can thiệp vào cái cuộc bầu cử năm 2024 như vậy. Và một ý nữa là nó giống như cái quả cầu tuyết và nó sẽ lăn nó lăn được từ Colorado thì nó sẽ lăn sang Michigan và nó sẽ lăn sang những cái tiểu bang khác như là California thống đốc California, ông Gavin Newsom, thì Hoàng Vi cũng đã thưa quý vị rằng ông nói rằng ông không có ủng hộ cái việc mà loại tên như thế này. Mà hãy để cho cử tri là người quyết định một cách cuối cùng là liệu cái nhân vật đó có xứng đáng hay hoàn toàn không có xứng đáng để mà ra phục vụ cho tiểu bang, phục vụ cho đất nước nữa. Thì đó là những cái sự tranh cãi. Nhưng mà mấy ông bà thẩm phán Colorado là bây giờ là toát mồ hôi hột là bởi vì thường xuyên nhận được những cái lời đe dọa nặc danh thậm chí là chúng tôi đã thưa là họ còn bị phỉ bán bị xúc phạm và bị gọi những cái từ như là những cái con chó và những cái loại mà bẩn thỉu như thế này là cần phải bị lấy máu cần phải bị chặt đầu đó cho nên những cái vị thẩm phán đang trong cái đời cái cái, cái chuyện rất là bất an và FBI cũng như là sở cảnh sát Denver phải tăng cường cái nguồn lực và bố trí xung quanh nhà của các vị thẩm phán để bảo vệ an ninh cho họ thưa quý vị. Và nhưng nói đến cái chuyện là cho đến ngày hôm nay, thậm chí mới nhất là sáng ngày 25 tháng 12 vào buổi sáng Giáng sinh, đó, cựu Tổng thống Donald Trump vẫn nhắc lại là ông tổng thống hiện nay đó đã đánh cắp cái cuộc bầu cử, đánh cắp cái chiến thắng mà lẽ ra là thuộc về ông Trump. Và ông Trump nói rằng là tay Joe Biden còn sử dụng cả một cái hệ thống vừa tòa án, rồi cả cái bộ tư pháp và chính trị hóa nó, rồi bây giờ đánh cắp năm 2020 chưa đủ, bây giờ còn ngăn cả cái cuộc bầu cử năm 2024 sắp tới nữa. Và nói về cái điều là vì sao mà ông Trump cái cuộc bầu cử 2020 qua đã lâu và mặc dù các cái cơ quan khác nhau từ Bộ Tư pháp, từ FBI, từ an ninh nội địa, nói chung là đủ các cái 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 cơ quan ngay dưới thời của ông đều đưa ra cái lời nhận định là không có cái sự gian lận bầu cử trên diện rộng để mà làm thay đổi kết quả bầu cử, nhưng ông vẫn cứ cho rằng là ông lẽ ra phải là người chiến thắng. Tới mức độ mà ông đã bị Bộ Tư pháp truy tố trong các hồ sơ liên bang về đảo ngược kết quả bầu cử, ông Trump vẫn cho rằng ông là người chiến thắng. Nói về điều này, thưa quý vị, thì đồng minh của ông Trump là ông Lindsey Graham, là một thượng nghị sĩ ở South Carolina và một lần nữa là hết lòng ủng hộ ông Trump, xuất hiện trong cái cuộc phỏng vấn trên đài ABC News khi người dẫn chương trình là Pierre Thomas đã hỏi ông Lindsey Graham một câu như thế này. Nè. Hay, thưa ngài thượng nghị sĩ, cựu tổng thống Donald Trump đến chừng này vẫn còn khẳng định ông ấy thắng cái cuộc bầu cử năm 2020 và ông ấy từ chối kết quả bầu cử. Bây giờ đó, chúng ta dạy những cái thế hệ con cái của chúng ta là nếu như mà tuổi con mà bị thất bại, bị thua đó thì hãy bắt tay cái người thắng và hãy chấp nhận mọi kết quả và move on. Nhưng mà vậy thì những cái hành xử của ông Trump như thế này có làm cho chúng ta khó khăn trong cái việc mà dạy dỗ con cái mình không? Và cái xu hướng này, cái xu hướng cứ từ chối, cứ thắng thì là mình nhận mà thua là mình từ chối á, nó sẽ trở thành một cái xu hướng ngày càng phổ biến trong nước Mỹ không? Vậy thì những người lớn như chúng ta sẽ làm sao đây? Lindsey Graham, đồng minh của ông Trump, thay vì vậy không trả lời thẳng vô vấn đề và nói rằng năm 2016, mở Hillary Clinton cũng đã từng thua ông Trump và cũng làm y chang như vậy, đâu có bắt tay. Và thậm chí là còn nói rằng cái cuộc bầu cử năm 2016 là gian lận và Nga có can thiệp vào cái cuộc bầu cử đó và rằng sau đó Robert Mueller đã mở một cái cuộc điều tra dài hơi để tìm xem là Nga có thực sự can thiệp vào cái bầu cử của Mỹ và đặc biệt giúp cho ông Donald Trump hay không? Ông Lindsey Graham nhắc lại những cái yếu tố này để né tránh cái câu hỏi của người dẫn chương trình. Nhưng cuối cùng, Lindsey Graham đã thừa nhận một điều rằng nếu như ông Trump tiếp tục giữ những cái chiến lược mà ông đang đi như hiện nay, có nghĩa là liên tục nhắc về cái cuộc bầu cử năm 2020 là gian lận. Theo ông thượng nghị sĩ của South Carolina này, rất nhiều phần ông Trump sẽ thua trong cái cuộc bầu cử năm 2024 nếu như ông cứ tiếp tục cái con đường đi kiểu như thế này và dùng toàn bộ những cái thời gian mà mình đi vận động, mình đi tranh cử và nói với cử tri là những người Đảng Cộng hòa đó là cái cái việc mà ông ra tranh cử và nếu như ông có nhiệm kỳ 2, ông sẽ sử dụng cái nhiệm kỳ 2 của mình để mà cho cái công việc phục thù và rằng ông đang khắc họa cho người dân Mỹ nhìn thấy một chân dung của cựu tổng thống Donald Trump hay là tổng thống Trump năm 2024 sẽ là một nhà độc tài. Những cái chiến lược đó, những cái thông điệp đó mà ông Trump gửi ra cho cử tri nó sẽ làm cho ông thất bại trong cái cuộc bầu cử năm 2024 đó là ý của thượng nghị sĩ Lindsey Graham trong các cuộc phỏng vấn trên ABC, thưa quý vị. Và nhân nói về cái chuyện ông Trump bị công tố viên đặc biệt James Smith truy tố trong cái uh, cuộc uh, đa, trong cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử mức độ liên bang đó, thì còn một cái hồ sơ nữa mà Bộ Tư pháp cũng truy tố ông Trump. Đó là vụ tài liệu mật mà ông lấy về từ tòa Bạch Ốc, ông lấy về Malago. Cái vụ này cũng rất là drama, nhưng mà lâu nay khoảng chừng một tuần đến 10 ngày nay, quý vị không nghe người ta nhắc nhiều bởi vì nó chưa có bất kỳ một tiến triển nào mới thưa quý vị. Và theo theo tờ Newsweek vào ngày hôm thứ Ba, ngày 26 tháng 12, á, thì họ mới thuộc lại là Jack Smith rất là bất ngờ trong một cái động thái mới thưa quý vị. Vừa mới gửi một cái yêu cầu ra cho bà chánh án Ellen Cannon là người cầm cân nảy mật và xử cái hồ sơ mật này đó. Và đây là lần thứ 9 đây là lần thứ 9 mà bên công tố yêu cầu bà chánh án Ellen Cannon là hãy chấp thuận để có một cái phiên tòa speedy e trial là xử nhanh đi. Bởi vì theo luật liên bang đó, khi một nhân vật mà bị truy tố hình sự liên bang đó thì 70 ngày sau nhé là có quyền có một cái phiên tòa speedy trial để mà xử nhanh và đây là lần thứ 9 mà ông Jack Smith đã yêu cầu như thế này và hoàn toàn chưa được cái sự hồi đáp nào của bà Island Cannon nhân vật quý vị đang thấy trên màn hình là bà chánh án được ông Trump bổ nhiệm mới toanh năm 2020 và rất là nhiều những cái sự chỉ trích và cho là bà thường xuyên đưa ra những cái phán quyết có lợi cho ông Trump vào cái phiên tòa mà được đã lên lịch rồi đó thì theo theo cái lịch thì là sẽ là vào tháng 5 Năm 2024 sẽ diễn ra cái phiên tòa này thưa quý vị. Nhưng mà luật sư của ông Trump thì nại ra lý do là bởi vì tài liệu nó nhiều quá đi. Họ không có kịp chuẩn bị để mà cho cái phần biện hộ của mình. Cho nên là họ xin lùi lại phiên tòa. Bên công tố thì nói là no, 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 no. Ông Trump hay có cái chiến thuật là delay, delay và delay. Cho nên á, bên công tố đề nghị tòa là hãy giữ nguyên tháng 5 đi, đừng có trì hoãn nữa. Trong cái lần ra tòa gần đây nhất, bà Aileen Cannon bà nói bà hồ nghi là có thể tiếp tục giữ được ngày tháng năm nhưng mà bà vẫn nói nước đôi là để bà xem xét là có giữ hay không có giữ nhưng mà nhiều phần bà cho là khó lòng giữ được cái lịch là vào tháng năm năm sau sẽ diễn ra phiên xử đó là lý do vì sao mà ngày hôm thứ ba hôm nay mà Jack Smith, lần thứ chín gửi cái yêu cầu ra tòa và xin tòa là hãy giữ cái phiên tòa speedy trial cho đúng cái lịch mà tòa đã đưa ra thưa quý vị. Và Judge cũng nhắc là đối với hai đồng phạm của ông Trump trong cái câu chuyện này cũng là hai nhân viên ở Malago, đó là Juan Nauda và Carlos de Oliveira. Thì hai nhân vật này, bà Eileen Cannon lại cho đưa ra cái phiên tòa xử nhanh, speedy trial, thì tại sao đối với ông Trump khi mà bên công tố nói toàn bộ tài liệu mật nó cũng đâu có gì là mới đã được sắp xếp và nó cũng nằm ở bên phía Malago từ bấy lâu nay vậy mà bên luật sư của ông Trump lại trì hoãn câu kéo và đưa ra lý do như vậy không rõ là với cái yêu cầu ngày hôm nay thì Jack Smith liệu có thuyết phục được bà Eileen Cannon đưa ra cái ngày xử như đúng tháng năm hay không nhưng mà xin nhắc lại đây là lần thứ tư chúng tôi nói đã là Jack Smith đã yêu cầu này tới chín lần rồi mà không được một cái sự hồi đáp nào của bà Eileen Cannon một ở cựu công tố viên liên bang là ông Andrew Wisman nhân vật này là cũng thường xuyên bị ông Trump chỉ trích nặng nề lắm ông Wisman nói rằng đến cái nước này rồi á Jack Smith phải làm cái động thái này đi, có nghĩa là yêu cầu để mà tòa trên phải đưa ra cái phán quyết là đẩy bà Ellen Cannon đứng ra một bên không được tiếp tục xử cái hồ sơ này nữa là bởi vì bà Eileen Cannon toàn là đưa ra những cái phán quyết là có lợi cho ông Trump và cản trở cái quy trình tố tụng mà thôi. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia về luật nói có thể Jack Smith đã nghĩ đến cái bước đi này rồi, nhưng mà không tiến hành là bởi vì cái chuyện đó thêm một cái yêu cầu, một cái đòi hỏi thay đổi chánh án á, thì nó sẽ còn kéo dài lên tòa kháng án, rồi thậm chí lên tối cao pháp viện và có và cái điều cuối cùng là nó sẽ delay cái phiên tòa này và đó là điều Jack Smith không hề mong muốn thưa quý vị. Hoàng Vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại. Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Thưa quý vị, một tin tức chúng tôi mong được cập nhật nhanh cho quý vị, đặc biệt là những ai sống ở California đó, là sắp tới nếu như quý vị mà order pizza hết á, mà sẽ được giao tận nhà thì có thể là quý vị sẽ không còn sử dụng được dịch vụ này nữa. Là bởi vì sao? Pizza hết vừa mới đưa ra thông báo là họ sẽ sa thải toàn bộ nhân viên giao hàng ở California toàn bộ thưa quý vị không sót một móng và nó sẽ ảnh hưởng đến toàn những cái cửa hàng pizza hết trên toàn tiểu bang từ những cái quận hạt như là Los Angeles nè, rồi Orange County nè, Riverside nè, Ventura nè và Sacramento nè và ảnh hưởng trực tiếp đến 1.200 nhân viên giao hàng của Pizza Hut. Lý do là bởi vì theo cái luật mới của California đã được thông qua từ hồi giữa năm nay đó mà sẽ có hiệu lực là vào tháng 4 của năm 2024 thì lương của những cái nhân viên mà làm trong những cái chuỗi fast food đó, cửa hàng thức ăn nhanh đó thưa quý vị thì lương cơ bản phải là từ 16 đồng mà bây giờ nhảy một cái view lên 20 đồng một giờ. Vì lý do đó mà bây giờ Pizza Hut nói hổng kham nổi chi phí nữa cho nên là họ sẽ sa thải tất cả những cái nhân viên giao hàng trên toàn bộ tiểu bang. Và cái câu chuyện này á không phải là bây giờ người ta mới bàn tới, nhưng mà những cái cửa hàng những cái chuỗi mà fast food mà có tiếng khác ví dụ như McDonald hay là Chipotle thưa quý vị thì họ nói rằng để đối phó với cái chuyện mà tăng lương nhiều một lúc như thế này từ 16 mà lên 20 đồng thì nghiệp đoàn của những người công nhân mà trong cái ngành thức ăn nhanh thì họ nghĩ rằng để bảo vệ công nhân của mình nhưng mà chắc có lẽ là họ không lường trước được những cái khó khăn cho những cái người này ví dụ như cái cái động thái của Pizza Hut là sa thải luôn. Và những cái chuỗi thức ăn nhanh như là Chipotle và McDonald thì họ nói là thay vì như vậy thì họ sẽ tăng giá những cái món ăn trên cái menu và cuối cùng ai là người sẽ gánh lấy cái chuyện đó chính là khách hàng sẽ phải gánh lấy cái phần chi phí đó. thì đó là câu chuyện mà chúng tôi muốn cập nhật với quý vị mở đầu cái phần 3 này. và nhân nói về cái chuyện đời sống cơm áo gạo tiền đó thưa quý vị, thì một cái bản báo cáo mới của cơ quan thống kê dân số của nước Mỹ vừa mới đưa ra trong năm nay nè, người ta nhìn thấy một xu hướng là những cái tiểu bang xanh á, những cái tiểu bang mà, mà dân chủ đó thưa quý vị, thì có một cái làn sóng là người dân đã rời những cái tiểu bang xanh mà đi. Và trong số 8 cái tiểu bang mà có cái lượng người dân mà rời đi nhiều nhất, thì hầu hết 7 tiểu bang là do thống đốc dân chủ uh, lãnh đạo rồi. Và phải kể tên đầu tiên đứng đầu trong danh sách này là New York. New York bị mất đi 101.984 cư dân. Đứng thứ nhì là California mất đi 75.423 cư dân. Thứ ba là Illinois tiếp đến là Pennsylvania thưa quý vị một số cái uh, tiểu bang khác nó mất uh, dân thì nhẹ nhẹ thôi nhưng mà cũng được liệt kê trong danh sách là tám cái tiểu bang xanh đứng đầu mà bị mất đi cư dân nhiều như vậy đó là Oregon đó là Hawaii và West Virginia vậy thì những cái tiểu bang nào mà có cư dân được phình ra có nghĩa là đón nhận cái làn sóng cư dân ở tiểu bang khác đi đến thưa quý vị đó là những cái tiểu bang mà người ta nói là tiểu bang đỏ là Texas là Florida là North Carolina có cái anh thứ tư là anh Georgia thì không phải là là là, là quá đỏ như là ba cái anh này nhưng mà đó cũng là một cái làn sóng mà người ta nhìn thấy cái cái ở những cái tiểu bang mà mất nhiều cư dân đi thì cũng là những cái tiểu bang mà có độ dân số là lớn nhất trên nước mỹ ví dụ như là california thưa quý vị tuy nhiên đó cũng là một cái làn sóng mà chúng ta nên để ý thấy trong một cái xu hướng như hiện nay nhưng mà có lẽ là cái việc di chuyển cái việc thay đổi đối với cư dân hay là cử tri một cái con số sau đây một cái báo cáo sau đây sẽ làm cho chính đảng dân chủ và chính tổng thống Joe Biden rất là phải lo ngại đặc biệt cho cái cuộc tranh cử năm 2024. Chúng tôi đang muốn nói về tiểu bang Pennsylvania thưa quý vị. Pennsylvania là nơi mà ông Biden đã thắng ông Trump trong cái năm 2020 và nơi tiểu, và tiểu bang này thì có 20 cử tri đoàn và chiếm thứ năm ở trong nước Mỹ thưa quý vị và người ta nói là chỉ có hai lần thôi nhé trong lịch sử hiện đại của nước Mỹ 50 năm gần đây là từ năm là năm 1932 và năm 1988 thì mới có ứng cử viên tổng thống mà có thể bước vô tòa bạch ốc mà không cần phải thắng ở tiểu bang uh, Pennsylvania và không có bất kỳ một ứng cử viên bên phía đảng dân chủ nào có thể thắng cái cuộc bầu cử tổng thống mà không bước qua tiểu bang Pennsylvania kể từ năm 1948 thưa quý vị. Đó là cái fact. Và đây là cái một cái thực tế mà ông Biden phải đáng rất là đáng lo ngại là bởi vì sao? Có 35.589 cử tri dân chủ đã ghi danh và bỏ đảng mà đi và chuyển sang là đảng cộng hòa thưa quý vị. Trong khi đó chỉ có một nửa trong số đó là 15.622 cử tri Cộng hòa cũng bỏ đảng và chuyển sang dân chủ. Nói chung là cử tri chuyển đảng bỏ đảng ở bên phía dân chủ thì gấp đôi so với bên phía Cộng hòa và một lần nữa đây là chỉ dấu vô cùng đáng lo ngại cho tổng thống Joe Biden với Pennsylvania là một trong những cái tiểu bang chiến địa đã từng có cái ảnh hưởng rất lớn trong cái cuộc bầu cử năm 2020 và sẽ là rất quan trọng trong cái cuộc bầu cử năm 2024. Nhưng nói về cái sự ảnh hưởng thì mọi người cũng bắt đầu nhắc tới một cái nhân vật có cái sự ảnh hưởng vô cùng lớn ở trong nước Mỹ luôn thưa quý vị. Mà bất kỳ một cái ứng cử viên tổng thống nào cũng đang rất mong nhận được cái sự ủng hộ của nhân vật này. Bởi vì những cái bản thăm dò gần đây cho thấy 70% người dân Mỹ là ủng hộ nhân vật này tỷ lệ mà tổng thống ứng cử viên tổng thống nào mà cũng muốn nhận được ấy, mà không có ai nhận được tới 70% và thậm chí mà nếu như mà nhân vật này mà công khai là ủng hộ ứng cử viên nào đó thì chắc chắn là sẽ vớt được cái lá phiếu của những người cử tri trẻ là một và là cử tri nữ là hai thưa quý vị và nhân vật này cũng đã được Time bình chọn bầu chọn là nhân vật của năm trong năm nay chắc quý vị đã đoán ra là ai đó là cô ca sĩ Taylor Swift thưa quý vị cảm ơn ban kỹ thuật và người ta nhìn thấy là các chính trị gia Mỹ đó bây giờ đang tìm cách lấy lòng của Taylor Swift rất nhiều ví dụ nhé tiểu bang New Jersey đã quyết định đổi tên cái món hamburger rất là nổi tiếng của nơi này có tên là Taylor bây giờ đổi tên luôn không còn là Taylor Burger nữa mà bây giờ đổi sang là cái, à, tên à, lấy cái tên Taylor Swift để đổi tên cho cái món burger của New Jersey. Rồi nữa, thị trưởng của Pittsburgh ở tiểu bang Pennsylvania trong lúc mà cô Taylor Swift đến đây để mà lưu diễn đó, thì cũng quyết định đổi tên thành phố luôn, không còn là Pittsburgh nữa mà trở thành Swiftburg để mà thể hiện cái sự ủng hộ đối với cô này. Cho nên đó, nhiều người đang nói đó là nếu mà Taylor Swift mà đưa ra nói lên cái sự ủng hộ của mình dành cho bất kỳ ứng cử viên nào xem như là ứng cử viên đó rất là có lợi mặc dù là cô kính tiếng và không có tham gia nhiều vào cái đời sống chính trị nhưng đây là cái điểm quan trọng taylor swift đang có cái sự thể hiện ngầm cái sự ủng hộ đối với ông Biden trong cái cuộc đua năm 2024 bởi vì sao cô đã để cho chiến dịch tranh cử của ông Biden sử dụng cái bài hát của cô là Only the Young trong cái nhạc nền cho những cái chiến dịch tranh cử những cái cuộc vận động rally gặp gỡ cử tri và nữa cô đã từng lên tiếng ủng hộ ông Joe Biden trong cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 còn chính thức nói ra là ai là người Taylor Swift ủng hộ cho năm 2024 thì cô chưa có nói. Nhưng nếu như một khi cô nói ra thì chắc chắn nhân vật đó rất là có lợi. Nhưng mà nhiều phần nhiều người cũng cho rằng hiếm lòng, hiếm khi cô Taylor Swift sẽ ủng hộ cho ông Trump. Quý vị nhớ chúng tôi đã thưa trong chương trình sự kiện kỳ trước đó, Taylor Swift rất nhiều lần chỉ trích ông Trump từ trong cái đại dịch Covid-19 cho tới cái chuyện là ông phản đối cái việc là bỏ phiếu bầu qua thư. Vì phản đối cái chuyện đó mà ông đòi cắt cái nguồn ngân sách cho bưu điện. Và đó là những cái điều mà Taylor Swift đã không hài lòng. Và cô nhiều lần chỉ trích ông Trump. Ông Trump dĩ nhiên cũng không ưa gì Taylor Swift. Thì đó là một cái nhân vật mà gây ra rất nhiều ảnh hưởng. Và mọi người đang chờ đợi là liệu cô có nói ra cô ủng hộ nhân vật nào hay không cho năm 2024 thưa quý vị. Một tin tức nữa chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị đó là câu chuyện về Hạ Viện. Như quý vị đã biết Hạ Viện nắm quyền do đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát từ tháng 1 cho đến nay có rất là nhiều kịch tính. Và nhiều lần Hoàng Vi Thưa là trừ những cái ngày và lễ hội, ví dụ như cái thời gian này nè, thời gian này nè khi mà những ông bà nghỉ trở về quê nhà của mình để mà ăn tết để mà nghỉ lễ thì chắc chắn là nó sẽ bớt kịch tính mà thôi nhưng mà trong những ngày này cũng có những cái ra mà nha thưa quý vị chúc đây hoàng vi sẽ thưa những cái thời gian còn lại đó thì hạ viện ở trong quốc hội liên bang của hoa kỳ lúc nào cũng có kịch tính hết và bây giờ khi mà một năm đã trôi qua thì người ta nhìn lại để mà thấy là Hạ viện đã làm được gì trong suốt cái thời gian vừa qua, trong năm đầu tiên mà Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát thưa quý vị. Trừ 4 cái tuần kịch tính mà không có chủ tịch Hạ viện, khi mà dân biểu McCarthy đã bỏ phiếu và yêu cầu và đã lật đổ được cựu chủ tịch Hạ viện ông Kevin McCarthy phải ra đi trong tức tưởi đó và sau đó mất thêm một vài tuần để mà bầu ra cái ông chủ tịch mới bây giờ là ông Mike Johnson trừ 4 cái tuần đó ra nhé thì những cái thời gian còn lại bây giờ người ta thống kê sau năm đầu tiên mà Cộng hòa kiểm soát Hạ viện chỉ có thông qua được 31 đạo luật thôi thưa quý vị 31 đạo luật trong năm 2023 là con số thấp nhất trong vòng 50 năm của lịch sử nước Mỹ, thưa quý vị. Và cái điều đó theo những cái chuyên gia về chính trị và um, lưu trữ về những cái sự kiện của Quốc hội đó, họ nói là chứng tỏ là Hạ viện trong cái năm này nè đã hoạt động không hề hiệu quả mà không cần chuyên gia đâu chúng ta là những người bình thường và theo dõi những cái sự kiện và chúng ta cũng nhận thấy là hạ viện chỉ toàn là những cái trò đùa chỉ toàn là những cái 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 giống như là những cái nơi mà họ diễn hài họ diễn bi kịch, họ diễn hài kịch và cả những cái lời chửi bới, thóa mạ lẫn nhau. quý vị có nhớ không? Cũng ngay tại cái hạ viện của quốc hội liên bang này nè, những cái ông bà nghị mặc vest, mặc đồ rất là bảnh bao nhưng mà đi ở trong cái hallway đó, cái 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 cái, cái hành lang của quốc hội đó cũng vì không có ưa nhau, không có hài lòng nhau trong cùng đảng nha, mà họ hít cùi chỏ để mà hít vào lưng của nhau. Hay thậm chí là họ gọi nhau bằng những cái từ như là con chó nói dối và họ dùng cả những cái từ ép word để cho nhau. Hay thậm chí cũng ngay tại cái hạ viện này nè thưa quý vị, mà người ta nhìn thấy những cái dân biểu là những nữ dân biểu mà cầm những cái tấm hình của những cái nhân vật mà họ chỉ trích và họ cho rằng là phải sử dụng những cái hình ảnh đó cho cái phiên điều tra luận tội của mình chúng tôi đang nói tới Taylor green đã sử dụng những cái hình ảnh khỏa thân của hunter biden con trai của đương kim tổng thống và đem ra cái sàn hạ viện để luận tội để làm gì vậy và giúp ích được gì cho những cái nội dung mà họ nói rằng ông biden tham nhũng ông biden không có giải quyết tốt những cái khủng hoảng di dân ở biên giới thực sự có giúp ích gì cho cái cuộc điều tra luận tội hay không đó là những gì đã diễn ra ở Hạ Viện trong suốt cái năm trời qua. Và bây giờ đó thống kê nhìn lại, chỉ có 31 cái đạo luật được thông qua trong năm nay và thấp nhất trong vòng lịch sử của nước Mỹ 50 năm vừa rồi thưa quý vị. Cái chuyện mà Hạ Viện hay là Thượng Viện chia rẽ với hai đảng đối lập là dân chủ và cộng hòa xưa nay không có phải là bây giờ mới có nhưng mà chính cái sự chia sẻ và cái sự mâu thuẫn như thế này vốn đã tồn tại đó là cái nét đẹp của nền dân chủ thưa quý vị nhưng mà không thể vinh vào đó để nói rằng tôi làm bất cứ điều gì thì cũng bị cái đảng đối lập nó chống đối không thể vinh vào cái lý luận đó được mà chính là những cái kịch tính những cái drama, những cái trò hề mà họ đã thực hiện trong suốt cái năm qua tại hạ viện như thế này. Quý vị nhớ cái chuyện mà nâng trần nợ để mà giúp cho chính phủ không có đóng cửa. Quý vị nhớ là cả cái chuyện là làm sao ký được thông qua được cái ngân sách dành cho quốc phòng mà ông Biden mới ký 868 tỷ. Những cái chuyện đó lẽ ra là những ông bà nghị phải làm và làm cho sốt sắng nhưng mà họ câu kéo và họ chửi bới và họ xúc phạm lẫn nhau để rồi những cái dự luật nó cứ nằm chỏng chơ và không thể giải quyết thưa quý vị và nữa Ông Chip Roy là một thành viên ở bên phía đảng Cộng Hòa vào hồi tuần trước, trước khi mà mấy ông bà Nghị chia tay để về nhà để mà nghỉ lễ đó, thì ông Chip Roy cứ đứng tại sàn Hạ Viện và ông nói như thế này nè. Ông kêu gào những cái người đồng nghiệp của mình, đó, hãy cho tôi một lý do chỉ một lý do thôi, giống như là Archimedes nói là hãy cho tôi một cái đòn bẩy tôi bẫy cả thế giới lên đó thì Chip Roy là một thành viên trong nhóm cộng hòa MAGA cộng hòa cực hữu đó. Hãy cho tôi một lý do thôi để tôi có thể về quê nhà của mình. Tôi có thể tự hào và giọng nhạc và nói với những cử tri ở quê nhà của mình rằng chúng ta đã làm việc rất là tốt. Nhưng mà không, tôi không nhìn thấy cái điều đó. Bây giờ đảng Cộng Hòa cũng tệ như bên phía Dân Chủ vậy. Đó là lời Chip Roy nói. Thì tự người dân Mỹ sẽ có đánh giá như thế nào thông qua những cái lời nhận định như vậy và cuối cùng trước khi khép lại như này chúng tôi nói là trong cái tuần lễ holiday này mấy ông bà nghị trở về quê cho nên nó không có kịch tính nhưng mà nó vẫn có kịch tính thưa quý vị tờ politico nói nhân vật mà hay gây ra cái kịch tính ngay tại hạ viện dân biểu Matt Gaetz, người đã đẩy bật được McCarthy ra khỏi chiếc ghế của Chủ tịch Hạ viện và ra khỏi Hạ viện luôn vào năm sau đó. Matt Gaetz đang làm cho đảng Cộng hòa rất là lo bởi vì đảng Cộng hòa đang nhắm một số những cái ứng cử viên cho cái mùa tranh cử năm sau và trong cái tham vọng rằng đảng Cộng hòa muốn kiểm soát Hạ viện thượng viện và cả luôn tòa bạch ốc nhưng bây giờ Matt Gaetz là đòi đưa ra những cái nhân vật những cái ứng cử viên do mình chọn đó là những ai phải là cực hữu giống Matt Gage, phải là từ chối kết quả bầu cử năm 2020 giống Matt Gage, và đặc biệt phải chống ông cựu chủ tịch hạ viện Kevin McCarthy đó là lý do mà bây giờ theo Politico thuật lại những cái nguồn tin ngay trong đảng Cộng hòa ở Hạ viện. Họ nghĩ rằng sắp tới đây, khi mà mấy ông bà nghị trở lại, kịch tính lại xuất hiện và đảng Cộng hòa lại chia năm sẽ bảy và có thể khó lòng đạt được mục tiêu mà họ đã đưa ra cho năm 2024. Và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.